dịch lại nó liền nhau, nó liền nhau mà nó crescendo lên xong rồi. Khi mà nhạc sĩ Huỳnh Tú nói chuyện với tôi về tác phẩm này thì tôi chưa được đọc bài thơ. Tôi chỉ đọc ca từ của anh thôi. Tôi và nhạc sĩ làm việc rất là gấp rút. Chúng tôi muốn đem tác phẩm đến với quý vị, đến với những người đang ngày đêm rất gian nan chống dịch ngay lúc này. Kính thưa quý vị, tôi không biết chính xác tác giả của bài thơ. Hai anh em chúng tôi đã bàn với nhau và quyết định là sẽ chuyển cái tựa bài ấy, là Tình thơ áo trắng, được viết dựa trên bài thơ Thư gửi con. Mong tất cả các anh các chị thật mạnh khỏe, nhất là những người chiến sĩ áo trắng cùng với người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, nghe chim vịt kêu kêu, chịu thương con lông mẹ chín chiêu ruột ở đâu. Trước đêm thâu
Mẹ biết các con nên chẳng khó đâu. Như thế nhé, mẹ đi làm nhiệm vụ. Hết dịch mẹ về, gia đình ta đoàn tụ lại xuân. Quân thù không ngủ cùng cây cỏ, hành trang của mẹ một chiếc ba lô, một chiếc ba lô sao nặng đến là thương. Con yêu à con, chị em chăm nhau giùm mẹ. Mẹ thương cả con, sinh ra trong gia đình quân ngũ. Cha cầm súng xa nhà, mẹ lại trực đêm thâu. Mẹ biết cả con nên chẳng khó đâu. Như thế nhé, mẹ đi làm nhiệm vụ. Dịch mẹ về, gia đình ta đoàn tụ, là ai xung quanh